Xin chào tất cả các anh em mới bước vào nghề nhôm kính nhé. Hôm nay tôi đã có một cái cửa rất bình thường thôi, nó là cửa sinh pha hệ 93 hai cánh, vì nó rất là nhỏ và thì phụ kiện thì nếu mà chúng ta làm đối với chốt sập hoặc là tay nắm thanh chuyển động thì chi phí nó lên rất là cao và nó không phù hợp, tại vì cái này nó thực ra nó rất là nhỏ. Thì chúng ta dùng cái chốt con sò nhé, của Kim Long. Câu chuyện là như thế này, trước đây tôi cũng làm nhiều cái cửa mà hai cánh mà dùng chốt sò này. Thì tôi cũng có mua về một cái con sò như thế này, hiệu Kim Long. Đấy, chính hãng này, thì nó sẽ bắt ở đây. Nhưng mà từ trước giờ thì chưa biết bắt cái mồm của nó như thế nào, cái mồm Kim Long đây dùng cho chốt sò mà chưa biết bắt như thế nào. Đấy, thì không biết là có phải đục lỗ hay không, rồi là nhiều thứ lắm, và sẽ không bắt được cái mồm này nhé. Chính vì vậy trước đây thì tôi có bắt cái mồm khác vào đấy để thay thế. Tôi dùng cái mồm của Việt Pháp này, của hệ Việt Pháp này. Cái mồm này là phụ kiện cho con sò của hệ Việt Pháp và nó dùng vào đây cũng được nhé, cũng vừa nhé. Nó đơn giản và nó rất là nhanh, nhưng mà đúng ra thì nó lại không phù hợp với lại của sinh pha, tại vì Kim Long nó đã tích hợp rồi thì cớ gì mà nó lại không bắt được. Đấy, thế thì trước đây để nhanh rồi là ấy, thì tôi toàn bắt cái mồm này cũng được. Thế và nó hơi cọ một tí thì chúng ta phải chích cái nhôm ra một tí và lọc vỏ đi, nhưng mà chính vì thế nó rất là xấu. Thế để khắc phục cái điểm đấy thì tôi làm như sau. Thực ra là cái ca này là cũng là rất là khó đấy, không phải là ai cũng biết đâu. Trong nghề nhôm kính thì đa số là họ hỏi những người bán phụ kiện thì họ cũng, cái người bán phụ kiện cũng không biết nhé. Đấy, chính vì thế là cái này nó cũng không phổ biến lắm đâu, ít người dùng lắm. Đây là một cái cuốn catalog của phụ kiện Kim Long chính hãng này. Rất là nhiều phụ kiện, cái gì nó cũng có luôn đối với mặt hàng Kim Long. Thì tôi có tìm ở trong này nhưng mà cũng không có cách nào mà biết lắp được. Đây, chốt sò đây và cái mồm khóa của chốt sò đây cũng không áp dụng được. Thế là trong tài liệu nó cũng không nói cách lắp ráp như nào nhá. Ở đây thì nó đủ các hạng ABC hết. Và cuối cùng hay là nó dày quá mà tôi chưa tìm thấy thì không biết. Thế thì để làm cái việc này thì tôi sẽ lấy mấy cái mặt cắt ra để cho anh em xem nhé. Sau khi tìm ở trong catalog và thực tế như thế này thì ướm cái mồm này vào là không vừa nhỉ, không có cách nào vừa. Đấy, kể cả cắt nó đi để bớt cái chân này đi, nhưng mà cái chân này nó làm nó cũng có tác dụng của nó chứ không phải là không. Thế là không có cách nào để lắp được khi mà đã lên cửa rồi nhé. Chúng ta để ý hai cái đầu móc nó ăn với nhau như thế này. Đấy, thì khi đã vào cửa rồi thì thật sự là khó. Bây giờ nó gác nhau hình thù như này nhá, tôi sẽ thử mở ra cho anh em xem. Đấy, giờ như này, cái mồm khóa nó như thế này. Đấy, bây giờ đặt chiều nào, đặt chiều này cũng không được, đúng không? Đặt chiều này không được. Bây giờ bảo chích nhôm ra mà để vào đây cũng chích theo cái đường thẳng này. Đấy, thì bắt vào đây thì cũng không được, tại vì cái mồm nó sẽ, khi đó nó sẽ bị cộm cái này nhá. Khi hai cái này gác vào nhau nó sẽ bị cộm mất một ly như này. Mất một ly như này thì cửa đóng cũng không vào được. Đấy, thì nếu ví dụ chúng ta chích ở điểm giữa này một đường, thế chích được vào rồi mà nằm vào đây, nếu có đóng được thì cũng không bắt được vít. Đấy, con vít, hai con vít này, ba con vít này là để nhiệm vụ nó giữ.
chính vì không bắt được cho nên là chúng ta phải tìm cách khác chứ không phải cách đấy. Thế thì nó sẽ như thế nào? Nếu mà chúng ta không đưa cái mặt cắt này ra thì chúng ta không tìm được ra cái chỗ mà đặt. Thế thì khi mà chúng ta chỉ còn mỗi một cái đường là lùa vào như thế này thôi. Đấy. Lùa như thế này để tôi lật lên cho anh em xem nhé. Khi đã lùa được vào như thế này, chúng ta lật lên. Đấy. Thì thấy là nó ok, bắt vít được. Và mọi cái là chấp nhận được, kính vẫn vừa. Thế thì chúng ta bắt vít vào thôi, bắt hai vào cái lỗ oval này trước này. Có hai cái lỗ oval này, chúng ta bắt vít trước và khi nào mà chúng ta xô hết về một bên này. Đấy. Cho nó thật khít thì chúng ta mới đầu mới chốt cái con vít ở giữa. Thế là không phải chích một tí nhôm nào nhá. Đấy. Thế thì không phải chích một tí nhôm nào, tí tôi sẽ thao tác thử cho anh em xem nhé. Không phải chích tí nhôm nào, nhưng có điều là chúng ta phải tháo cửa hoặc là chúng ta phải làm trước khi luồn kính vào. Làm này xong bắt đầu chúng ta mới lắp kính vào. Thế là chúng ta chèn răng thì để mà cái chỗ bắt vít này nó không bị cộm vít vào kính chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tiến hành kê nó lên một tí thôi, kê lấy nhựa kê hoặc là lấy alumi mình cắt miếng nhỏ nhỏ mình luồn vào, mình kê cho nó khỏi vỡ kính nhá. Thế thôi, nó rất đơn giản đấy mà không phải ai cũng biết đâu nhá. Đa số mua về xong lại vứt đi, lấy cái mồm của Việt Pháp vào đó. Sau khi là nó đặt nó vào nó sẽ nằm như thế này đấy, và cái này nó nằm ráp đây. Bây giờ chỉ bắn vít vào là ok. Thế thì tôi làm thực hành luôn ở trên cái cánh cửa cho xem nhé. Đấy, chúng ta nhớ là bắt cái mồm này trước khi vào kính nhé. Thế là xong, chả phải cắt xẻo gì cả. Đấy, như này là đã là hai con vít đã chắc, là chưa cần con thứ ba ấy. Rồi vào kính. Đấy, bây giờ chị chúng ta vào kính nhá. Vào kính thì chúng ta lưu ý cho lấy cái, một là miếng này, hai là miếng alumi. Miếng này miếng kê kính ở các ấy nó bán ấy vừa khít này, chúng ta kê vào đây. Đấy. Mục đích là để cho nó khỏi bị cộm vít nhá, không là nhỡ lại vỡ mất kính. Thế thôi, chúng ta vào kính. Miếng này là 5 ly nhá. Thế là chúng ta vào kính rồi mang công trình thôi, còn đối với cái này có thể lắp sau được nhé. Quan trọng nhất là đưa cái mồm này vào trước khi vào kính. Đấy. Chỉ cần cho mỗi cái mồm này vào trước, không phải ai cũng biết đâu. Đấy nhá, chúng ta nhìn là thì cái này nó có thể nó hơi hở một tí, thì có thể chúng ta đệm hoặc là bẻ cái này, bẻ cái mồm kia cong vào một tí là nó sẽ vừa luôn nhé. Cơ bản nó mũi thế thôi mà. Bắt không? Đấy, thế là đã xong cái chốt con sò nha. Chưa bao giờ làm cái này là đầu tiên đấy, là được lắp được cái mồm. Anh em đã va chạm rồi mà thấy hay thì like cho cái nhé. Chia sẻ và đăng ký kênh. Bạn nào bấm chuông thì sẽ được xem video mới kịp thời nhé. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.